Chuyên mục Khuyến Nông xin chào bà con nông dân và các bạn. Thưa bà con và các bạn, Thanh Hóa có nhiều hệ thống sông hồ lớn nhỏ và các đập thủy lợi có tiềm năng khá lớn trong phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá lồng. Mục nhân rộng mô hình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu mô hình khuyến ngư liên kết các hộ nuôi cá lồng bè trên sông hồ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm ở xã Thành Tuân, huyện Thạch Thành. Trước hết, Mục Nhà Nông Cần Biết sẽ khuyến cáo bà con một số biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ớt. Mời bà con và quý vị cùng theo dõi. Trong số các loại sâu bệnh hại ớt thì bệnh thán thư là một bệnh gây hại nghiêm trọng khiến trái ớt có thể bị thối hàng loạt. Bệnh gây hại nặng trên hầu hết các vùng trồng ớt ở nước ta. Tỷ lệ bệnh ở những ruộng nhiễm bệnh nặng có thể lên tới 70%. Đối với bệnh thán thư thì nó có thể gây hại ở trên lá, trên thân và trên quả của chúng ta. Thì trên lá thì nó tạo ra các cái vết đốm và nó cũng làm cho cái lá ớt của chúng ta nó bị rụng. Trên thân thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có các cái vết chấm màu sẫm, mà nó làm cho cái cành ớt của chúng ta nó bị thâm, nó bị thối đi. Đấy, và nếu như bệnh nặng thì nó cũng làm cho cái cành ớt của chúng ta nó cháy. Còn trên quả ớt thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện những cái chấm, bắt đầu nó sẽ xuất hiện những cái chấm màu vàng, sủ nước. Vết bệnh nặng hơn thì chúng ta sẽ thấy có những cái vòng tròn đồng tâm. Và trên bề mặt của vỏ quả ớt thì chúng ta thấy có các cái bào tử nấm màu đen. Thì đó là cái biểu hiện của cái bệnh thán thư. Thì bệnh thán thư xuất hiện ở trên quả, đặc biệt là giai đoạn quả già đến quả chín. Để quản lý cái bệnh thán thư này thì ngay như giai đoạn đầu đó là chúng ta sử dụng những cái giống có khả năng chống chịu tốt để chúng ta trồng thì chúng ta sẽ hạn chế được cái bệnh thán thư. Cái thứ hai đó là chúng ta trồng đảm bảo được cái mật độ. Do cây ớt của chúng ta thu hoạch kéo dài, có thể kéo dài từ 4 đến 6 tháng nên mật độ là một cái biện pháp kỹ thuật khá là quan trọng trong cái kỹ thuật trồng ớt. Thì bà con chúng ta lưu ý đối với cái ớt chúng ta trồng với mật độ thưa, hàng cách hàng. Ở đây tối thiểu nó phải được 75 đến 80 cm, và cây thì chúng ta trồng khoảng 65 đến 70 cm thì nó sẽ giúp cho cây ớt sinh trưởng phát triển tốt và đồng thời nó sẽ hạn chế được cái bệnh thán thư của chúng ta. Cái thứ hai đó là cái việc chúng ta sử dụng về phân bón. Nếu như chúng ta sử dụng quá nhiều phân đạm hoặc là chúng ta sử dụng các cái thuốc kích thích thì nó cũng làm cho cái bệnh thán thư nó gây hại trên ớt nặng hơn và nhiều hơn. Do đó chúng trong cái quá trình chúng ta trồng và chăm sóc ớt thì chúng ta hạn chế sử dụng nhiều phân đạm. Và chúng ta cũng hạn chế sử dụng thuốc kích thích để chúng ta phun cho ớt. Thì đây cũng là một biện pháp để chúng ta hạn chế được bệnh thán thư. Khi mà bệnh thán thư xuất hiện trên cây ớt của chúng ta thì bà con chúng ta tiến hành chúng ta phun ngay. Thì hiện nay trên thị trường có một số các loại thuốc mà chúng tôi đánh giá cũng như là bà con chúng ta sử dụng cho hiệu quả khá là cao. Đó là chúng ta sử dụng kết hợp giữa cái thuốc Score cộng với lại cái thuốc Totan để chúng ta phun cho cây ớt. Và lưu ý sau phun lần 1 khoảng 3 đến 5 ngày thì chúng ta tiến hành phun lại lần 2 cho cây ớt thì nó sẽ cái khả năng phòng trừ của cái bệnh thán thư nó sẽ cao hơn. Ngoài bệnh thán thư thì trên cây ớt còn bị các đối tượng sâu nhóm chích hút gây hại như dày mềm, bọ trĩ, nhện vân vân. Nếu không được phòng trừ kịp thời, cây ớt sẽ bị còi cọc, có khi không ra hoa đậu quả được. Giai đoạn khi ớt chúng ta mới trồng ra thì chúng ta thấy rằng sẽ thỉnh thoảng sẽ có những cái cây mà nó bị xoăn các cái ngọn hay xoăn các cái lá lại. Và chúng ta thấy rằng những cây đó thì nó không thể bật chồi và sinh trưởng được. Thì đây là cái biểu hiện là do các cái đối tượng chích hút nó gây hại như là con dày mềm, như là bọ trĩ hay là như nhện. Thì khi chúng ta quan sát thấy trên ruộng có những cái cây mà nó bị xoăn ngọn, xoăn lá thì chúng ta tiến hành chúng ta sử dụng thuốc để chúng ta phun. Để phòng trừ nhóm sâu chích hút này, bà con có thể sử dụng một số loại thuốc như Radian 60SC, Actara 25WG, Closure 500WG, phun cả mặt trên và dưới mặt lá. Sau phun lần 1 từ 3 đến 5 ngày, phun nhắc lại lần 2, phun sáng sớm hoặc chiều mát. Ngoài bệnh thán thư và bọ trĩ, nhện, dày mềm, cây ớt cũng hay bị bệnh thối đỉnh quả. Ớt của chúng ta nó bị thối các đỉnh quả. Thì cái nguyên nhân này nó phần lớn là do cái nguyên nhân là sinh lý, tức là đây là cái biểu hiện của cái việc thiếu canxi.
Do đó nên tại sao trong cái quá trình bón phân chúng tôi luôn khuyến cáo bà con chúng ta sử dụng cái phân bón có thành phần canxi để chúng ta bón, hoặc chúng ta có thể bón bổ sung cái phân bón canxi thì chúng ta có thể sử dụng với liều lượng từ 2 đến 3 kg để chúng ta bón cho một sào định kỳ, có thể từ 10 đến 15 ngày chúng ta tưới một lần thì nó sẽ hạn chế được cái bệnh là thiếu canxi hay là cái bệnh thối định quả. Sau mỗi lần thu hoạch bón bổ sung phân bón, không nên thu hoạch ớt vào ngày mưa, chọn ngày tạnh giáo, thu hoạch về đổ ra cho ớt thoáng, tránh ớt bị thối lún do đọng nước. Để giúp người dân nâng cao chất lượng và hiệu quả trong nuôi cá lồng, năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Thanh Hóa đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Thạch Thành thực hiện mô hình liên kết các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hồ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mô hình được triển khai tại xã Thành Tân với 2 hộ dân tham gia. Mục tiêu của mô hình nhằm áp dụng những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất với quy trình nuôi cá theo hướng an toàn dịch bệnh. Mặt khác, thông qua mô hình, bà con sẽ được tư vấn, hỗ trợ về vật tư, thức ăn cho cá, liên kết trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Từ đó giúp các hộ nuôi cá từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế. Các hộ dân được cán bộ khuyến nông tư vấn, chuyển giao kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn, hướng dẫn cách làm lồng nuôi, chọn con giống, quy trình chăm sóc phòng bệnh cho cá. Với 66 mét khối ô lồng thả cá rô phi đơn tính, mật độ thả 100 con 1 mét khối lồng, cho cá ăn thức ăn công nghiệp với hàm lượng protein 25%, thời gian nuôi 6 tháng. Đến nay, sau tổng kết, cho thấy tỷ lệ sống đạt 80%, cỡ cá thương phẩm đạt trọng lượng trung bình 750 gram một con, năng suất trung bình tại các hộ đạt từ 60 kg một mét khối. Mô hình chăn nuôi cá lồng này, cách chăn nuôi mới là chăm sóc nó là đơn giản hơn thả ngoài ao, tức là dễ phát hiện bệnh, dễ theo dõi cá, rồi tỷ lệ ăn mình cho ăn nó phù hợp hơn. Với cá rô phi trong lồng thì dễ chăm sóc hơn, với là cái độ tăng trưởng của nó là phát triển là nhanh hơn. Cái thị trường tiêu thụ mình ký kết hợp đồng với người ta, cho nên là cái nguồn ra là mình không phải lo. Ngoài việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân để nâng cao chất lượng sản phẩm, mô hình còn tạo ra mối liên kết giữa người nuôi trồng thủy sản với các tư thương trung gian và người sử dụng sản phẩm. Vấn đề về tổ chức sản xuất thì chúng ta cần hình thành nên một cái liên kết từ nhà cung cấp dịch vụ đầu vào và tư vấn hướng dẫn kỹ thuật của hệ thống khuyến nông cho đến là cái sản phẩm đầu ra, là đấu mối hoặc là phối hợp hoặc là có cái liên kết với cái nhà để cung ứng cái dịch vụ, cái sản phẩm đầu ra để giúp cho bà con có cái đầu ra và đảm bảo được cái giá thành, dựa giá thành giá bán, đảm bảo được cái lợi nhuận ít nhất cho bà con là từ 7 đến 10.000 đồng trên 1 kg. Việc xây dựng thành công mô hình liên kết các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hồ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm ở xã Thành Tân, huyện Thạch Thành đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn thực phẩm. Thông qua mô hình đã đưa được giống cá rô phi đơn tính là giống cho năng suất cao, ít dịch bệnh, thay thế cho các đối tượng nuôi truyền thống của bà con nông dân địa phương, làm thay đổi nhận thức của các hộ nuôi trồng thủy sản, không những mang lại giá trị kinh tế cao mà còn có tác dụng cải tạo môi trường ao nuôi, ổn định hệ sinh thái nuôi trồng thủy sản và đa dạng hóa các đối tượng nuôi. Tiềm năng về nuôi trồng thủy sản ở Thanh Hóa hiện nay còn rất lớn, nếu áp dụng và nhân rộng mô hình liên kết các hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hồ gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm thì diện tích mặt nước sông suối ao hồ, các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đưa thêm đối tượng nuôi mới, đa dạng hóa đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao như cá lăng nha, leo, trình, cá rêu hồng. Gắn với việc mở rộng thị trường tiêu thụ thì sẽ tạo được bước phát triển đột phá trong lĩnh vực nuôi cá trên sông Hồ. Chuyên mục khuyến nông xin được tạm dừng tại đây. Mọi ý kiến đóng góp và nhu cầu thông tin giải đáp xin được gửi về Phòng Thông tin Tuyên truyền và Đào tạo, Trung tâm Khuyến nông số 23 Phan Bội Châu, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 02373 712050. Xin kính chào và hẹn gặp lại.